Minh Đức mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo một số cơ quan đơn vị để nghe báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư dự án chống ngập, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố Cần Thơ. Theo trình bày của lãnh đạo Chi cục Thủy lợi, hiện tượng cực đoan của biến đổi khí hậu như ngập lụt, sạt lở, hạn hán, dông lốc đã diễn ra thường xuyên và ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội, đời sống người dân trên địa bàn thành phố. Để chủ động ứng phó một cách khoa học và toàn diện với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho các mục tiêu phát triển bền vững, thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Trong đó, lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, triển khai kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của thành phố đối với các lĩnh vực hạ tầng xanh, chuỗi giá trị về nông nghiệp, sinh kế, giảm nghèo. Thảo luận cho ý kiến về dự án này, lãnh đạo các cơ quan đơn vị cơ bản thống nhất xác định ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Do đó, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ngày càng bền vững, trong đó có việc xây dựng đề án chống ngập, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố Cần Thơ để trình chính phủ sớm chấp thuận chủ trương và bố trí nguồn vốn. Về nguồn vốn xây dựng dự án này, lãnh đạo thành phố dự kiến sẽ xin chính phủ vay vốn ODA và cấp lại cho địa phương hoặc là xin chính phủ cấp ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2026 để thành phố Cần Thơ thực hiện dự án. Thành phố Cần Thơ đang tiến hành thực hiện việc sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã đối với quận Ninh Kiều gồm các phường An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình. Thành phố Cần Thơ hiện có 83 đơn vị hành chính cấp xã gồm 42 phường, 36 xã và 5 thị trấn. Đối chiếu thực trạng tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số thì thành phố có 4 phường nói trên thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo tinh thần nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Ban chỉ đạo thành phố, phương án sắp xếp là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên cùng quy mô dân số của 4 phường để thành lập phường mới, dự kiến lấy tên là phường Thới Bình. Sau khi sắp xếp phường mới, sẽ có diện tích tự nhiên là gần 2 km2 với 56.364 người. Trụ sở hành chính của phường mới dự kiến sẽ đặt tại Ủy ban nhân dân phường Thới Bình hiện tại. Hiện ngành chức năng thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đã và đang thực hiện các bước thủ tục cho việc sắp xếp đúng thời gian lộ trình đề ra, đồng thời kiện toàn nhân sự một cách phù hợp theo quy định. Việc sắp xếp 4 đơn vị hành chính nói trên sẽ giúp tăng thêm nguồn lực về đất đai, nhân lực, đảm bảo về quy mô dân số và diện tích phù hợp theo quy định, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Thanh tra thành phố Cần Thơ vừa làm việc với Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện công vụ của cán bộ công chức viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân tổ chức trên địa bàn quận. Từ năm 2021 đến năm 2023, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt luôn quan tâm thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành, triển khai thực hiện các quy định của nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức. Cụ thể đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành tổng cộng có 147 văn bản các loại, đã giải quyết được 265 thủ tục hành chính, thực hiện số hóa thủ tục hành chính được hơn 11.100 trong tổng số hơn 22.300 hồ sơ. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Bình, Phó Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ cho biết, cuộc thanh tra này nhằm đánh giá toàn diện đầy đủ thực trạng công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, từ đó đưa ra những giải pháp để khắc phục hạn chế, giúp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Ông mong muốn sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh tra và cơ quan được thanh tra. Ngày hôm qua, đồng chí Trần Văn Tám, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn về tiến độ giải ngân và tình hình thực hiện các dự án năm 2024 trên địa bàn huyện. Tổng vốn đầu tư công năm nay của huyện Vĩnh Thạnh được thành phố giao hơn 690 tỷ đồng. Huyện đã phân bổ cho 72 dự án, gồm 12 dự án hoàn thành, 23 dự án chuyển tiếp, 21 dự án khởi công mới và 16 dự án chuẩn bị đầu tư. Đối với các dự án đã hoàn thành, tỷ lệ giải ngân đạt 9,88%. Trong tổng số 23 dự án chuyển tiếp,
kế hoạch vốn hơn 555 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 6 sẽ có 6 dự án hoàn thành. Các dự án còn lại tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm đạt từ 95% kế hoạch vốn trở lên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã yêu cầu các đơn vị phải có sự cam kết về tiến độ thực hiện. Các phòng ban chuyên môn cần thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ bất cập, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch. Cùng ngày hôm qua, Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng, Đảng ta thật là vĩ đại, đợt 2. Trong thời gian 2 ngày, trên 140 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức viên chức cấp quận tham gia nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng, soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương và bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế xã hội địa phương trong tình hình mới. Qua đó giúp các học viên nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc. Dịp này có 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập chuyên đề lịch sử Đảng, Đảng ta thật là vĩ đại, đợt 1 được Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen. Cũng trong ngày hôm qua, Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm quyền cờ đỏ triển khai kế hoạch tổ chức các ngày lễ kỷ niệm năm 2024 và quy chế làm việc của Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm quyền cờ đỏ. Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các sự kiện chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, phấn đấu xây dựng một phường đạt chuẩn văn minh đô thị, trên 97% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Đó là một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thanh quận Thốt Nốt đề ra trong năm nay. Trong năm vừa qua, ngành văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thanh quận Thốt Nốt đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm thường xuyên, ước tính lượng khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn khoảng hơn 70.670 lượt khách, tăng hơn 35.400 lượt khách so với năm 2022. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền vừa tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024. Nội dung luyện tập gồm chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Quá trình luyện tập, cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vũ khí, trang bị, vật chất, phương tiện đảm bảo, tổ chức luyện tập sát thực tế. Cán bộ chiến sĩ nắm bắt được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hành đúng đủ nội dung các bước. Chiều qua, tại Ủy ban nhân dân phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm, học nghề cho hơn 200 người lao động là thanh niên bộ đội xuất ngũ. Tại đây, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ giới thiệu một số ngành nghề việc làm trong và ngoài nước, thông tin về quyền và lợi ích cùng với các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, từ đó giúp người lao động có cơ hội tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực và trình độ. Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Thốt Nốt đã tư vấn hướng nghiệp trong nước cho 1.758 người lao động, đạt 35% kế hoạch, ngoài nước được 49 người, đạt 81,6%. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền vừa đến tham quan các hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn huyện. Đoàn đến tham quan hợp tác xã Cua Đinh Quang Tiến tại xã Nhân Nghĩa. Hợp tác xã được thành lập vào năm 2022 có 10 thành viên tham gia nuôi cua đinh thương phẩm và cung cấp cua đinh giống cho thị trường. Thời gian qua, hợp tác xã hoạt động ổn định, mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 3 tấn cua đinh thịt và hơn 2.000 con giống với doanh thu đạt khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng một năm. Còn hợp tác xã Nhãn Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa thành lập vào năm 2018 có diện tích khoảng 23 hectare với 29 thành viên tham gia
chuyên trồng cây nhãn Indo, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn trái và hàng ngàn cây giống. Trừ chi phí, mỗi năm doanh thu mỗi hecta từ 200 đến 400 triệu đồng. Hiện tại, hai hợp tác xã đang sản xuất theo quy trình Việt Gáp, góp phần nâng cao chất lượng nông sản của huyện Phong Điền. Qua buổi làm việc với hai hợp tác xã, ông Nguyễn Giang Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện chỉ đạo các ngành huyện và địa phương cần quan tâm hỗ trợ hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn như mở các lớp tập huấn về sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, chính sách phù hợp, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm của hợp tác xã, qua đó liên kết với các đơn vị thu mua, kết hợp phát triển du lịch sinh thái nhằm tìm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố lần đầu tiên Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương BEE năm 2023. Theo kết quả được công bố, thành phố Cần Thơ nằm trong nhóm 10 địa phương đạt chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất cả nước. Thành phố Cần Thơ đứng thứ 5 về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2023. Đứng đầu về chỉ số này là Hà Nội, kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Xếp sau Cần Thơ là Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Đây là năm đầu tiên PII được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ chỉ số được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Qua đó cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng, các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra việc xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu cho từng lần bán xăng dầu ở một số cửa hàng kinh doanh. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ chia làm hai tổ công tác trực tiếp đến kiểm tra nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Một số đơn vị cho biết đã áp dụng phương thức thực hiện xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng thông qua app của Viettel để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các cửa hàng khác thì đang tiến hành thực hiện thay đổi hệ thống từng trụ bơm để gắn thiết bị kết nối với cơ quan thuế khi xuất hóa đơn. Bây giờ theo ấy thì bây giờ là tụi em sẽ là xài qua app. Vì vậy là khách hàng vô lỗ 50.000 thì ở đây sẽ trên cái app này sẽ nhắn vô 50.000 thì cái đó sẽ xuất qua đơn. Thì đó là nhà đưa qua máy điện thoại thì nó sẽ chuyển về bên thuế cũng có phần quản lý đó. Ở Cần Thơ là mình đã lắp được 50% rồi, còn mấy chỗ tỉnh khác thì mình cũng đang triển khai. Mình sẽ lắp thiết bị và khi mà khách hàng vô đổ xăng thì dở cờ lên và sau khi kết thúc thì sẽ xuất ra một cái hóa đơn. Thì dù không lấy hóa đơn, khách không lấy hóa đơn thì mình sẽ chuyển sang là xuất bán lẻ. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị kinh doanh tiếp tục thực hiện các giải pháp để đảm bảo việc cung cấp hóa đơn theo quy định của chính phủ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, ngành chức năng sẽ chính thức kiểm tra và xử phạt các cửa hàng chưa thực hiện xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ. Tính đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ có 103 trên 268 cửa hàng xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, chiếm gần 39% và đứng hàng thứ 42 trong 63 tỉnh thành. Theo quy định, đến hết tháng 3 này, bắt buộc 100% các doanh nghiệp cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn cho mỗi lần bán hàng. Tiến độ thực hiện phát hành hóa đơn của các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn còn chậm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo từ nay đến ngày 31 tháng 3, các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở ban ngành liên quan khẩn trương thực hiện việc lắp đặt thiết bị để phát hành hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng đúng quy định của pháp luật về thuế, đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật về đo lường. Theo quy định, nếu sau ngày 31 tháng 3, các doanh nghiệp cửa hàng bán lẻ xăng dầu không thực hiện sẽ bị xử phạt. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch thực hiện tháng nhân đạo năm nay. Tháng nhân đạo tháng 5 là tháng cao điểm để các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố Cần Thơ đồng loạt triển khai hoạt động vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Các cấp Hội Chữ thập đỏ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về mục đích ý nghĩa của tháng nhân đạo, tháng toàn dân làm nhân đạo, phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái.
phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế từng bước thay đổi nhận thức về công tác nhân đạo, lan tỏa lối ứng xử nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, chủ động tham mưu đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền về hoạt động Chữ thập đỏ và công tác hội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước đối với công tác nhân đạo, qua đó kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, các điển hình và tấm gương tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo. Thời gian thực hiện trong tháng 5, trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 5. Thưa quý vị, bán hàng thông qua mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử là hình thức kinh doanh phổ biến ngày nay. Phương thức này không chỉ giúp các nhãn hàng lớn đến các start-up nhỏ tiếp cận được nguồn khách hàng trong phạm vi rộng, mà còn tiết kiệm mặt bằng cho những người tập tành khởi nghiệp. Tuy nhiên, để thành công thì cần thực hiện đúng cách và phải có thời gian dài để tạo ra nét riêng cho kênh sản phẩm. Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của các bạn trẻ về nghề kinh doanh bán hàng qua mạng. Hiểu được những khó khăn khi theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh của nhiều người, vợ chồng anh Quách Kim Long ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã nghĩ ra ý tưởng khởi nghiệp với mô hình bữa trưa văn phòng lành mạnh với các món ngon và ít ngán từ gạo lứt. Có khoảng 20 món ăn, mỗi món giá từ 35 tới 45 ngàn đồng. Thời gian đầu do chưa có nhiều chi phí mở mặt bằng nên vợ chồng anh Long quyết định kinh doanh qua mạng xã hội Facebook và Zalo. 9 tháng kinh doanh qua mạng, giờ đây đôi vợ chồng trẻ này đã có lượng khách hàng ổn định và bắt đầu mở mặt bằng kinh doanh quán ăn. Hành It's Clean, It's Easy. Mình không có nhiều vốn để mình khi mình mở ra một cái mặt bằng ngoài ngoài thị trường thì giá có tương đối cao, và mình nhận thấy là cái tập khách hàng của mình nó không phải là quá lớn, nó vẫn là một tập khách hàng ngắt, không quá nhiều người quen biết tới gạo lứt, thì mình lựa chọn cái kênh online để mình bắt đầu trước. Sau một khoảng thời gian mình đã làm kênh online tốt rồi thì mình hiện tại mình có mở một cái mặt bằng ở bên số 23A đường Lương Định Của ở trung tâm thương mại Cái Khế. Nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội với các sản phẩm gấu bông được mọi người nhận xét là xấu, độc lạ. Tuy nhiên, gấu bông được làm từ thủ công này lại nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ mọi người. Gấu bông Đình May do cô nàng Gen Z Đặng Thị Mỹ Đình ở phường An Cư, quận Ninh Kiều sáng lập nên. Kể về những ngày đầu kinh doanh qua mạng, Mỹ Đình cho biết đã lập hẳn một fanpage nhận may gấu bông sale 100% với slogan "Bạn muốn đặt gì đặt, rồi mình muốn may sao thì may". Từ slogan này đã thu về 23.000 người theo dõi fanpage. Nhận thấy sức nóng từ gấu bông do mình may theo thời gian sẽ giảm nhiệt nếu không có chiến dịch tạo nên thương hiệu, nên Mỹ Đình đã nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nên những cái tên độc lạ hay chia sẻ qua mạng câu chuyện đằng sau những con gấu. Giờ đây, trang Facebook Gấu bông Đình May đã có hơn 100.000 người theo dõi. Kênh TikTok Gấu bông Đình May cũng có hơn 40.000 follower. Đến hiện tại, Đình đã có lượng khách hàng ổn định và mở thêm được cửa hàng ở đường Quỳnh Cương. Đối với cái thương hiệu của mình thì chủ yếu là dựa vào cái chất lượng của sản phẩm và cái những cái ý nghĩa đằng sau mà những con gấu bông mà mình tự thiết kế nó đem lại. Giống như là nó mang tới cho khách hàng của mình một cái sự vui vẻ nhất định, và nó cũng có cảm giác rất là tự do nữa. Giống như là nó sẽ không có bị gò bó vào một cái hình hài nhất định nào đó, mà nó sẽ luôn luôn thay đổi. Không ngại đổi mới, đột phá trên con đường lập thân lập nghiệp, anh Ngô Xuân Điền ở phường Trà An, quận Bình Thủy đã thành công với mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Với đông trùng hạ thảo, anh Điền đã đa dạng sản phẩm để đáp ứng từng phân khúc khách hàng như đông trùng hạ thảo tươi, nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng qua, yến đông trùng hạ thảo. Được nhiều người biết đến khi bán trực tiếp tại cơ sở, anh Điền cũng thành công khi lựa chọn hướng đi đưa sản phẩm đông trùng hạ thảo lên các sàn thương mại điện tử. Theo anh Điền, thị trường bán hàng online đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự tham gia đông đảo từ các nhãn hàng lớn đến start-up nhỏ. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, khiến cho anh phải nỗ lực hơn để thu hút khách hàng. Để có một lượng khách hàng ổn định thì chúng tôi thường xuyên thay đổi bao bì, chất lượng sản phẩm và điều chỉnh mức giá cho nó phù hợp, đi kèm với các chương trình khuyến mãi thường xuyên. Bán hàng online vẫn là một hình thức kinh doanh tiềm năng, nhưng để thành công, người bán hàng cần nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng với đó là chiến lược kinh doanh hiệu quả, tạo ra những nét mới độc đáo cho kênh quảng bá sản phẩm. Như vậy, sản phẩm mới có thể thu hút và giữ chân khách hàng.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.